lâu dữ vậy trời. Trời đất ơi, hẹn mình buổi trưa giờ cũng chiều tối luôn rồi. Năm đợi lâu không Năm? Đợi lâu không? Nhịn mặt ơi. Gì? Nhịn mặt này coi lâu không? Nè nhịn mặt này nè. Thấy ngồi chờ lâu không? Thấy cũng đâu có gì đâu, hình ảnh ngồi trưa mà tới giờ này. Thấy tao thoại không tự nhiên không? Sắp hóa đá. Thấy không? Trời ơi. Thông cảm đi, cái công chuyện bển nhiều quá, tính trưa chạy nhín xíu thời gian chạy qua anh mà anh cũng ơi, ráng tranh thủ. Anh ơi, có mình anh mắc công chuyện à. Trong khi tôi có hẹn với bạn. Nè anh coi tôi lên đồ hết, tôi kêu bạn tôi là ráng chờ tôi chút xíu rồi tôi chờ anh qua để nói chuyện cho đầy lẹ tôi đi chơi nè. Ok, anh em sẽ chết với nhau mà đúng không? Nói đi. Nói chung chuyện là như vậy, nhìn lại tôi đi, nhìn lại mặt tôi đi. Đẹp á, mặt đẹp á. Mới có người yêu. Nói thẳng ra vậy luôn. Ừ. Có gì vậy? Ừ. Ghê. Biết tên gì không? Cái gì? Nàng mang tên là Châu Pha. Khỏi bài đó tao thuộc. Tao thuộc bài đó. Là thuộc luôn hả? Trời mệt, tôi có gì nói đại đi còn hát nữa. Tại vì nàng khoái âm nhạc, tôi tính tập âm nhạc á, mình dùng âm nhạc mình dẫn vào những câu chuyện cho nó hấp dẫn hơn. Thấy có vẻ không thích âm nhạc lắm rồi đúng không? Sao rồi, có nghĩa là quen một cô bé thích âm nhạc rồi. Đúng rồi. Nói chung là cũng 6 tháng tình trong như đã mà ngoài còn e rồi đó. Trời. Nàng mới hẹn là ngày mai gặp mặt. Đã vậy? Ừ. Rồi sao? Hẹn ngày mai gặp mặt cho nên mới qua nhờ chú nè. Mày mượn tao luôn hả? Chứ mượn ai vợ? Trời đất ơi, mày tin tưởng tao vậy hả? Trời, anh em chơi với nhau gần ấy thời gian rồi không tin tưởng nhau chứ tin ai? Được không? Mày thấy gì được không? Được. Nhan sắc này tao ra là em chịu không? Ra là có nghĩa là tao ra tao sẽ nói tao là mày đúng không? Đúng không? Năm đang nghĩ gì vậy Năm? Chứ mày nói vậy, mày nói mày mượn tao có nghĩa là tao ra để cho em thấy được cái nhan sắc đẹp trai của tao. Bậy, Năm nghĩ sai vấn đề rồi. Mượn Năm qua bên nhà Tám làm giùm. Tôi đi hẹn hò. Hiểu vấn đề chưa Năm? Vấn đề đó nó rất khó xảy ra bạn à. Sao vậy? Nó có hai vấn đề chính. Thứ nhất, công việc của mày tao không biết làm. Trời ơi, thí dụ tao không phải là tao xấu với bạn bè đâu, nhưng mà mày nhờ cái gì nó trong tầm tay tao chút đi. Chuyện mày đang làm dở dang sao tao biết làm. Cái thứ hai nữa, tao đang làm. Mày làm cho bà Tám phải không? Ừ. Lỡ mày về đột xuất một cái rồi tao ăn nói sao? Tao biết nói gì vậy? Không, hai cái lý do mà Năm đưa ra nó đơn giản lắm vậy nè Năm. Có nghĩa là công việc của tôi làm cực kỳ đơn giản, không cần trình độ, chỉ cần sức khỏe Năm có là Năm có thể làm được. Cái thứ hai, an tâm đi Tám, tôi làm nay 2 ngày rồi, không có ngày nào mà Tám ra Tám nhìn tôi dù chỉ một lần. Tại vì mắt Tám đang hơi bị đau đau á, nên hạn chế ra ngoài vườn lắm, sợ bụi. 2 ngày rồi không có ra, tức nhiên ngày thứ 3 làm sao mà ra, đúng không? Bạn chỉ bằng qua bạn làm cho tôi hết 1 ngày, tới chiều tôi chạy về là mình đổi ca là xong. Làm từ sáng tới chiều hả? Bạn ơi, bạn đi chơi lộn làm một buổi hả? Làm một buổi từ sáng tới trưa thôi. Tới trưa hả? Tôi hẹn bạn gái tới trưa xong tôi về à. Một nửa buổi thôi. Giúp đi. Nói chung là đừng có ngại vấn đề đó. Ngày mai á là bây giờ nè, sáng sớm á tôi dậy, tôi qua tôi đón. Mặc dù là đây qua nhà Tám 2 bước chân thôi, nhưng mà tôi sẽ qua tôi rước bạn. Tôi đưa qua bên đó, tôi hướng dẫn công việc cho bạn. Tôi lấy cá của tôi á, tôi cho bạn mặc, đúng không? Để tránh trường hợp mà Tám ra Tám nhìn á bị hiểu lầm. Đúng rồi. Nhìn mắt công gì Tám nhìn cái nó ủa sao nào lạ quắc vô nhà. Chính xác. Chết, lấy đồ của ông á. Đúng rồi. Tôi đưa cho ông mặc xong ông chỉ công việc đơn giản lắm. Xếp like gìn lá à, thấy cái nào dư á thì mình bỏ, cái nào thừa thì mình chấp, biết sao không? Ngày mốt là người ta lợp nhà rồi, cho nên công chuyện nó cũng đơn giản lắm. Nhẹ hiểu ha. Tôi để cái lương ngày mai cho bạn hết. Phải không? Phải. Thôi vậy quy qua ăn chầu đi ăn đi. Chứ tôi tự nhiên tôi đi làm giùm ông, tôi lấy lương của ông chi. Vậy kỳ quá. Mời tôi ăn chầu đi ăn đàng hoàng. Đi ăn gì mình ăn hủ tiếu gõ đi. Ok, một tô hủ tiếu gõ. Thì nó buồn có một bạn gì ghê. Tới giây phút này mà nó vẫn tính toán với mình. Nó nhờ mình mà nó tính toán với mình. 2 tô. Alo. Hai tô. Tao đi chơi gấp rồi. Alo. Hai tô. Ăn một chầu linh đình. Ok. Đất ơi trời, giờ này mấy giờ rồi, trời cũng sụp tối luôn, không thấy quỷ đó nó về. Hẹn mình cho đã vô rồi, hơi nó mà Tám về cái không biết làm sao luôn. Đâu mà quá trời. Năm ơi Năm, xong chưa con? Trời sắp sụp tối rồi á, sao hôm nay bay làm chậm dữ vậy ta? Trời ơi, còn lá nhiều chưa Túc? Ngày mai người ta lợp đó. Sao vậy? Hả? Nói chuyện với thằng Tám làm sao cứ ra dấu vậy con? Ok, hả? Ok. Cái giọng bay sao vậy? Hả? Dạ Tám biết sao hôm nay tự nhiên con bị viêm họng. Con ho quá trời, kể nay 7 tiếng đâu có nói chuyện gì được đâu Tám. Nhanh tay nhanh chân dạ. Tọc tối rồi đó. Tám vô nhà nghỉ đi. Ủa nó nghe nè, sao bữa nay cái dáng mày nó nhỏ vậy? Nó nhỏ hơn bình thường vậy hả? Dạ Tám biết sao tối qua mất ngủ. Trời đất ơi, tao nói mất ngủ có một ngày mà con nó ôm lại, nó teo người nó lại. Con sao Tám vô nghỉ đi xíu. Nói chuyện với Tám mà sao cứ quay lưng vậy con? Quay qua đây coi. Bệnh sợ lây Tám. Trời ơi có gì đâu, trời cái mắt tao đau quá nó cũng chưa lành hẳn nữa. Quay qua đây nói chuyện coi. Quay nó lại. Nhanh tay nhanh chân đi. Nhanh tay nhanh chân. Dạ đó. Ủa? Không phải thằng Năm. Ý mèn ơi. Dạ. Thằng Tư. Dạ. Ủa? Sao bay qua nhà Tám làm vậy? Còn thằng Năm đâu? Năm Tám. Năm mới đây nè. Chắc nó đi vệ sinh á. Đi dạ xíu nữa nó Tám cứ yên tâm vô đi. Tám nhờ nó làm mấy ngày mà hả? Hai ngày trước làm lẹ lắm, sợ bữa đây làm chậm thì ra là bay. Tại sao là bay qua đây bay làm mà thằng Năm đâu? Giờ tối hù xong. Thôi giờ con nói vậy Tám đừng giận, con cũng không dám nói láo với Tám, tại Tám là người lớn. Năm nó sao? Nó nhờ con làm giùm cho nó chút xíu thôi. Tại vì nó có hẹn với bạn gái nó mà nó không biết có cách nào hết trơn, nó không thể nào nó bỏ việc của Tám. Cho nên là con bạn thân nó mà, con ráng con giúp giùm nó, kệ con làm chậm mà con ráng con làm giúp Tám nha. Mèn ơi. Trời đất ơi, hai đứa bay sao vậy? Bay không biết cách làm. Bay làm rất là chậm. Bay cả nể làm chi? Mình á, mình nhận lời mình phải có trách nhiệm. Mình không có khả năng làm mình nhận lời làm chi? Làm hư bột hư đường của người khác, hiểu chưa? Thằng Năm nó về đây á, Tám cho nó một trận. Nó nhận lời Tám, có cái gì thì nó phải nói Tám chứ. Ai về nó lặng lẽ nó làm vậy là không có được. Con nói vậy nào. Thôi Tám lỡ Tám giận quá rồi, Tám định cho nó một trận á, Tám cho nó 2 trận luôn cho con. Trời đất ơi. Nó hẹn con rồi đã giờ giấc này nó vẫn chưa về. Nó làm con làm cũng cụp xương sống luôn. Nó trễ chắc phải 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Trời ơi nó đi giờ này chưa về, mai người ta lợp lá không có đủ. Trời ơi công lên chuyện xuống quá trời á, mà vậy là trễ nãy công chuyện của Tám rồi. Nó về đây hả? Tám không trả công 2 ngày trước. Dù 2 ngày trước nó làm rất tốt mà bữa nay ha nói như vậy. Tám hả? Tám không trả công luôn, Tám phạt nó đó. Ê, Tám thật sự là con về giờ cái Tám. Con về từ nãy giờ mà con sợ Tám là không có dám vô. Trời đất ơi. Bay á, bay có cái gì bay phải nói với Tám chứ. Bay làm ăn kiểu gì vậy? Bay nhận lời xong rồi bữa nay bay bỏ ngang à. Bay nhờ thằng Tư, mà thằng Tư nó đâu có biết công chuyện này đâu, nó đâu có rành đâu. Nó cả nể bay, nó nhận lời. Tư mai mốt con nhận lời, con phải dám chắc là con có trách nhiệm với công việc con nhận. Con phải biết là con có khả năng làm công việc đó. Chứ con cả nể xong mà con không biết làm, con làm chậm chạp, con làm hư cái này, trễ cái kia, ảnh hưởng rất là nhiều, hiểu chưa? Dạ thưa Tám đó. Lần này con hối hận lắm rồi Tám. Con xin chừa từ đây tới cuối đời không bao giờ con nghe lời mấy người nữa. Con xin lỗi Tám. Thì Tám thôi con cũng xin lỗi Tám, với lại con cũng xin hứa từ này sao không bao giờ nhờ mày làm giùm con đâu. Mày hay quá ra nó làm. Mày nhờ người ta mà còn nói vậy nữa. Đúng rồi. Xin lỗi giỡn. Nhờ người ta mà còn nói. Con á nhận lời thì phải làm cho trọn vẹn ha. Còn có cái chuyện gì trục trặc á thì phải nói rõ với Tám, Tám giải quyết, Tám nhờ người khác làm. Dạ rồi thôi Tám, con cũng nhận khuyết điểm, biết con sai rồi. Sau này mà lỡ mà có công chuyện gì riêng mà có bận gì á thì có gì con nói thẳng với Tám luôn đó. Rồi có gì xin nghỉ hay là mình xin làm lại ngày khác bù đó. Chứ không có mượn nhờ người khác qua làm công chuyện đang đê vậy. Thôi bây giờ Tám cứ vô nghỉ đi. Cảm ơn nghe Năm, cũng về nghỉ đi. Để con tranh thủ con làm cho xong rồi sáng người ta thợ rồi tới họ lợp nhà cho nó lẹ. Tám dạ. Đó, mày vậy phải được không? Nè, mặc áo vô rồi làm tiếp. Áo mày hôi lắm nha. Cảm ơn nghe Năm. Nè, trả cho nó, của nó đâu? Của nó luôn. Của con luôn dạ. Cái này hôi ngang ngửa nha. Rồi, thôi hai đứa phụ phụ làm cho nhanh. Tao đi vô tắm dưỡng mắt. Thì nghĩ đi, mình tự làm được. Ok, rồi, cảm ơn nhiều nha, Tao đi chơi đây. Thôi nếu mà đi xa mà em cảm thấy cái tương lai của nó tốt hơn thì em cứ đi, chị ủng hộ. Ở đây bà con chòm xóm chứ cũng nhớ em.